Xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, nhằm giới thiệu quảng bá về mảnh đất quê hương trong phát triển du lịch, đồng thời phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc và trải nghiệm nét độc đáo ruộng bậc thang trên địa bàn xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên của tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ hội Mùa Vàng năm 2023. Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa, độc đáo và sắc màu dân tộc. Lễ hội Mùa Vàng được tổ chức nhằm phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tôn vinh sự cần cù, lao động sản xuất của bà con nhân dân, là dịp để giới thiệu quảng bá cho du khách biết về mảnh đất quê hương, nét độc đáo của ruộng bậc thang, về phát triển du lịch, phát triển các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao trong vùng đồng bào dân tộc. Dịp để tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống đặc sắc của người Mông, quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và tiềm năng du lịch của xã Xím Vàng nói riêng và huyện Bắc Yên nói chung với đông đảo người dân và du khách trong nước và bạn bè quốc tế. Tại lễ hội diễn ra nhiều hoạt động thể thao, trò chơi dân gian mang đậm nét văn hóa dân tộc. Từ thuở nhỏ mới biết lên nương, đã tập gặt lúa và đập lúa rồi. Đây là việc làm thường xuyên khi mùa lúa chín. Tôi được tham gia phần thi này thấy rất là vui. Tôi biết thổi khen từ khi còn trẻ. Tôi thường xuyên được tham gia thổi khen khi có chuyện vui, chuyện buồn của đồng bào người Mông và tham gia thổi trong dịp lễ hội, lễ Tết. Tôi nghĩ khen Mông mọi người nên giữ gìn. Lễ hội Mùa Vàng xã Xím Vàng năm 2023 đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng du khách và người dân về vẻ đẹp vùng cao Xím Vàng. Đây là quá là đẹp. Đấy, người dân sống là tình cảm. Đấy, rất là phấn khởi. Lễ hội Mùa Vàng được tổ chức vào dịp mùa lúa chín nhằm khôi phục, bảo tồn, lưu giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khích lệ tinh thần xây dựng đời sống văn hóa, cổ vũ tinh thần cần cù lao động sản xuất của người dân, đồng thời tăng cường quảng bá, giới thiệu tiềm năng bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch của tỉnh Sơn La nói chung và xã Xím Vàng nói riêng. Thưa quý vị, mô hình chợ đêm vùng cao là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn mà rất nhiều du khách trong và ngoài nước từ nhiều năm nay và trở thành điểm nhấn của văn hóa các dân tộc miền núi Trung Du phía Bắc. Bên cạnh những phiên chợ đêm truyền thống như là chợ tình Khâu Vai ở Hà Giang, thì hiện nay ở một số địa phương trong tỉnh Hà Giang cũng lên ý tưởng mở chợ đêm để phục vụ nhu cầu văn hóa giải trí cho chính người dân địa phương. Một tháng mở một lần với một phiên chợ đêm duy nhất vào ngày cuối tháng là mô hình chợ đêm ở xã Quang Minh đang được người dân huyện Bắc Quang, Hà Giang ủng hộ. Mỗi phiên chợ đêm giống như một lễ hội, giao lưu văn hóa ẩm thực, cũng như trao đổi buôn bán đặc sản, nông sản độc đáo của người dân địa phương. Ồn ào và náo nhiệt, ai cũng có thể ra chợ đăng ký một gian hàng để quảng bá nông sản vườn nhà. Một vài bó rau cải mèo, chám đen, bánh chưng cù hay là cơm lam đều có thể đem ra chợ đêm Quang Minh bán cho khách thập phương. Mỗi tháng một phiên, phiên thứ 6. Phiên đầu tiên là đông nhất. Chỉ bán được 100 cái cơm lam này, 100 cái bánh chưng. Đông lắm. Đông nhất là cái tối đầu tiên là khách phương xa từ các xã đến, các xã và các huyện và các cán bộ đến nữa. Mua nhiều lắm, có người mua 10 cái, 5 cái. Chỉ cảm thấy là rất mừng, mừng là mỗi tháng chỉ được trừ phiên là được tiêu thụ nhiều hơn. Còn mỗi tuần thì được tầm 50 cái thôi. Hàng tuần thì bán 4 tuần, tuần nào chỉ cũng đi. Bữa cơm lam này là liên tục. Tổ chức các hoạt động chợ đêm này mục đích là tạo điều kiện thuận lợi cho bà con ở trên địa bàn hướng sản xuất hàng hóa để đem ra chợ, không mang tính nhỏ lẻ như ngày xưa, truyền thống ngày xưa sản xuất. Mong muốn là bà con sản xuất ra càng nhiều để đem ra chợ để bán. Không bán được theo phiên chợ vào thứ 7 hàng tuần thì có một phiên buổi tối vào hàng tháng để cho bà con có cái cơ hội đem sản phẩm đem ra chào bán được nhiều hơn. Mặc dù sáng thứ 7 hàng tuần, chợ phiên Quang Minh sẽ được họp thường niên, nhưng chợ đêm mặc dù mới tổ chức được 6 phiên, nhưng phiên nào cũng đông đúc, thu hút mọi người tới giao lưu văn hóa, thưởng thức văn hóa ẩm thực đặc trưng của đồng bào người Tày, người Dao, người Mông ở đây. Hiện nay thì đối với trên địa bàn cũng có một thôn đang huyện đang hướng tới là xây dựng cái làng du lịch cộng đồng. Tuy nhiên thì cho đến thời điểm hiện nay thì nó xây dựng cũng chưa được khoa học, chưa được tổ chức được thường xuyên, nên là xuất phát từ cái việc là xây dựng làng du lịch cộng đồng hiện nay chưa được thành công lắm, thì xuất phát từ những cái việc chưa làm được thì xã tổ chức thêm cái chợ đêm này để mà hướng đến là về xây dựng là thôn du lịch cộng đồng để gắn với để cho bà con nhân dân có điều kiện là tiếp xúc được với lại khách thập phương đến tham quan
chợ đêm cũng là gắn với lại cái hoạt động du lịch ở trên địa bàn. 6 phiên có 3 phiên làm văn nghệ hay lắm. Nhưng mà hôm nay bảo là ngày mai có hồi chợ cốm, hồi thi làm cốm ấy. Thì bảo không làm văn nghệ nữa cũng tiếc. Chợ đêm Quang Minh là một trong những cách làm sáng tạo quảng bá văn hóa độc đáo của người dân vùng cao Bắc Quang. Những đặc sản ngon lạ trong vườn nhà sẽ được đem tới chợ đêm để bán. Dù không có nhiều mặt hàng để bán, nhưng chị Hoan và những người phụ nữ khác trong bản làng sẽ cảm thấy hào hứng đợi chờ tới cuối tháng được đi chợ đêm một lần ở Quang Minh. Không chỉ là nơi quảng bá nông sản, mà còn là cơ hội để các xã trong huyện Bắc Quang tới giao lưu văn hóa, thu hút khách thập phương ghé tới chợ phiên Quang Minh. Thưa quý vị, thực hiện đề án sáp nhập thành lập thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quyết định số 3507 QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, các địa phương đã sáp nhập 3.100 thôn tổ dân phố để thành lập 1.522 thôn tổ dân phố mới. Tới nay, sau hơn 5 năm thực hiện, các thôn tổ dân phố, khu dân cư mới đã hoạt động ổn định. Tuy nhiên, sau khi thực hiện việc sáp nhập thì nhiều địa phương đang đối diện với tình trạng thừa thiếu nhà văn hóa, ảnh hưởng đến việc sinh hoạt cộng đồng của người dân tại các khu dân cư. Do không đủ số hộ, số khẩu và diện tích theo quy định, thôn Vụ Bản 1 và Vụ Bản 2 xã Xuân Dương, huyện miền núi Thường Xuân sáp nhập thành thôn Vụ Bản. Việc sáp nhập các thôn, bản, tổ dân phố đã làm tinh gọn bộ máy. Tuy nhiên, sau sáp nhập, số hộ dân của thôn mới tăng lên 400 hộ, nhưng sử dụng nhà văn hóa cũ nên dẫn đến quá tải, xuống cấp và chưa được đầu tư để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân. Nếu bây giờ là hai thôn mà nhập lại một nhà văn hóa thì là chật, đông người không có thể là sinh hoạt được. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Thường Xuân, sau khi sáp nhập, số hộ, số khẩu tăng lên thì quy mô các nhà văn hóa cũ của các thôn, tổ dân phố không còn phù hợp. Trong khi đó, để xây dựng một nhà văn hóa mới có quy mô đáp ứng được yêu cầu cho các thôn mới sau sáp nhập thì cần một nguồn kinh phí lớn, mà số kinh phí này chủ yếu được huy động từ nhân dân nên cần phải có thời gian. Đến nay, trên địa bàn huyện Thường Xuân còn nhiều thôn bản chưa có nhà văn hóa kiên cố nên đề nghị các cấp, các ngành cần quan tâm đầu tư để nhân dân có địa điểm sinh hoạt ổn định trong thời gian tới. Tương tự, sau khi sáp nhập tổ 1 và tổ 2 phố 2 thành khu phố Chí Linh, thị trấn Lang Chánh, huyện miền núi Lang Chánh, nhà văn hóa cũ của thôn Chí Linh trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng của hơn 300 hộ dân của hai thôn sau khi sáp nhập. Tuy nhiên, nhà văn hóa chỉ đáp ứng được hơn 100 hộ, nên việc sinh hoạt của nhân dân tại nhà văn hóa gặp khó khăn. Khu phố Chí Linh thì trước đây là cái nhà văn hóa của tổ 1 phố 2. Hiện nay thì sáp nhập lại một phố nữa là tổ 2 phố 2 vào cái khu phố còn lại ấy, thì cái nhà văn hóa thì nó tương đối là chật hẹp, với lại nó không đảm bảo yêu cầu. Thống kê của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, sau khi thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn dư hơn 1.578 nhà văn hóa. Các nhà văn hóa đang sử dụng phần đa đều quá tải, xuống cấp, ảnh hưởng đến quá trình sinh hoạt cộng đồng của người dân. Thì tỉnh đang chỉ đạo các địa phương tiến hành rà soát lại các huyện, các xã về diện tích tự nhiên, quy mô dân số cũng như là các yếu tố đặc thù để đề xuất cái phương án sắp xếp trong cái giai đoạn 2023-2025. Hiện các địa phương trên cơ sở định hướng giải pháp về xây dựng cơ sở vật chất sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố cần chủ động tìm ra những giải pháp để giải quyết khắc phục những bất cập trong việc sử dụng nhà văn hóa sau sáp nhập trong giai đoạn 2023-2025 tới đây.